Tiếp tục, chiến lược thứ tư là chiến lược học tập và chuẩn bị cho thời kỳ mở cửa trở lại. Thầy sẽ nói cho Dung nghe nhé. Đây có mỗi Dung comment nhiều thì thầy sẽ nói. Thầy sẽ nói cho Dung nghe là sau đợt này rất nhiều spa yếu, không có tài chính sẽ rụng và nó sẽ có một loạt mới mọc lên. Và đây là một cơ hội tốt để em có thể phát triển chuỗi. Đấy, đây là một cơ hội tốt để em có thể phát triển chuỗi. Nhưng phải hết sức thận trọng. Bởi vì nếu muốn phát triển chuỗi thì bây giờ hãy chuẩn bị đi, đợi một năm nữa hãy làm. Bởi vì 2022 Covid vẫn còn tiếp diễn. Em làm như vậy rất rủi ro về tài chính nha. Nếu em muốn thì đấy là điều của em. Nhưng nếu em hỏi ý kiến của thầy thì thầy sẽ không. Thầy sẽ nói là không nên. Đây là thời kỳ học tập. Bởi vì mình không có việc gì làm, đúng không? Ít việc, đóng cửa. Chủ dạy nhân viên học của nhau vào các hội nhóm học, đọc bài, live stream, viết bài, nâng cao trình độ, mở rộng mối quan hệ. Học cái gì? Học marketing không đồng, học xây dựng thương hiệu cá nhân, học tư vấn chốt đơn, đúng không? Học chăm sóc khách hàng, học nâng cao nghề nghiệp, một cái dịch vụ kỹ thuật nào đó. Đấy. Có thể là hết dịch các anh chị đến Dr. Harrison, chúng tôi sẽ đào tạo miễn phí về kỹ năng tay nghề liên quan đến chăm sóc da, một số những dịch vụ cơ bản theo tiêu chuẩn của Hàn Quốc, bởi vì chúng tôi là được Hàn Quốc người ta chuyển giao, mà Hàn Quốc chuyển giao thật nhé, chứ không phải là giống mấy cái đội spa nó láo nháo pháo ăn xe, là nó cứ thuê mấy cái thằng du lịch Tây ba lô ta ba lô, xong rồi nó chụp ảnh chuyển giao, nó chả có cái gì chuyển giao đâu. Tôi biết rất nhiều spa là cứ chụp ảnh với tôi nhưng chả có cái gì chuyển giao đâu, thuê diễn viên đến giả 2 triệu một buổi chụp hình nha. Đấy. Dr. Harrison là thương hiệu của mỹ phẩm của công ty IPA ở bên Hàn Quốc. Họ có trụ sở bên Hàn Quốc và họ có sản phẩm của họ đã được bán trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Cho nên các anh chị có thể yên tâm về quy mô, về chất lượng. Trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ nha. Đó. Không phải tự dưng mà tôi đồng nghiệp đồng hành cùng với họ, bởi vì là sản phẩm tốt thì tôi mới làm, không là mang tiếng uy tín của tôi. Đó. Và bên Dr. Harrison với tôi cũng đã thảo luận với nhau cả 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 một năm nay thì tôi mới mới bắt đầu nhảy vào làm. Tất nhiên tôi làm tốt làm chưa tốt thì các bạn cũng có thể còn khen còn chê, tôi không dám nói điều đó, nhưng mà ý tôi mà nói là tôi khẳng định là chất lượng tốt thì tôi mới mới vào làm nhá. Ok. Vâng, đấy, chị Dung cũng có nói là sản phẩm rất là tốt, mà chị Dung là một trong những cái chủ spa 12 năm kinh nghiệm ở đây. Rồi, thì các bạn có thể cân nhắc lựa chọn cái sản phẩm này để đưa vào, bởi vì bây giờ nó sẽ dẫn ra cái tình trạng thanh lọc spa, và sau này thì quản lý thị trường cũng như là quản lý chất lượng trong ngành này nó sẽ đòi hỏi cao lên. Chứ hiện nay spa bát nháo lắm, nhân viên học một vài tuần, một vài tháng ra làm dùng sản phẩm không có tên tuổi, không có chất lượng, không có chứng chỉ chứng nhận gì, kem trộn ba lăng nhăng bôi lên bong tróc hết mặt, rồi tan nát hết khuôn mặt của người ta nhiều lắm. Cho nên là gì, từ đạo đức đến pháp luật cho đến vì chính túi tiền của mình thì hãy dùng những sản phẩm tốt. Vâng, ok, cảm ơn chị Dung. Đấy, chị Dung có nói là sản phẩm rất tốt nên tự tin để làm nhá. Tôi nhắc lại này, mọi người cần học học marketing không đồng, học marketing trả phí, thế là mình chạy quảng cáo đấy, học xây dựng thương hiệu cá nhân, học tư vấn chốt đơn, chăm sóc khách hàng, nâng cao tay nghề kỹ thuật trong những dịch vụ cụ thể. Đấy, chị nám chẳng hạn thì phải biết chị nám, chị mụn phải biết chị mụn, đúng không? Đấy, tăng sắc tố thì biết giải quyết tăng sắc tố. Đấy, mụn đầu đen hay là mụn đầu đỏ gì đó là mình phải biết, mụn lưng khác gì với mụn mặt, nó khác gì với mụn ngực, nó khác gì với mụn mông. Ok, mình phải xử lý được tất cả những điều đấy. Rồi nâng cao chất lượng sản phẩm. Sản phẩm đều vứt đi, mua sản phẩm mới. Dịch vụ chăm sóc hàng tốt lên. Mình sẽ tư vấn cho Dung được, mình sẽ tư vấn cho Dung mà để Dung làm và tất cả những anh chị khác nếu muốn. Vâng, cái gì mình miễn phí được mình sẽ miễn phí, mà cái gì không miễn phí mình sẽ báo phí nhá. Học nghiên cứu thị trường, nghiên cứu lại khách hàng và chính bản thân mình, xem là refresh lại bản thân đi, xem là mình muốn gì, mình muốn trở thành ai, bước đi tiếp theo là gì. Bởi vì là bây giờ rõ ràng là cái thời kỳ mà là lúc mà mình phải nhìn lại, look back, đúng không? Mình phải nhìn lại đó, và mình tiếng Anh nó gọi là
rethinking, tức là nghĩ lại, hay là tái cấu trúc đúng không, hay là vượt khó Covid gì gì cũng được, nhưng mà đây là một cái thời kỳ tốt để mình làm. Rồi, kỹ năng marketing online đa nền tảng. Rồi, phát triển đội nhóm, phát triển chuỗi. Ok, tất cả những điều đấy tôi có thể tư vấn cho các anh chị và các bạn được. Bởi vì khi nói về phát triển chuỗi nhé, tôi nói chị Dung và mọi người nghe nhé, phát triển chuỗi nó liên quan đến vấn đề về sở hữu trí tuệ, nó liên quan đến vấn đề về nhượng quyền. Đấy, nó liên quan đến phát triển về 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 quản lý đồng bộ đúng không? Thế tôi có bằng luật nên là tôi rất là tự tin khi tư vấn về phát triển chuỗi hay là sở hữu trí tuệ, không giống các thầy khác chỉ chém được về marketing, tôi chém được cả luật. Ở đây mọi người đều biết là tôi có hai bằng đại học luật chính quy đàng hoàng, nhưng mà không theo nghề luật sư nữa. Có hai bằng luật chính quy đàng hoàng và hai bằng cử nhân kinh tế. Thì tư vấn như thế nó mới chuẩn đúng không? Rồi, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Đấy, chị Dung cần làm, rồi các spa cũng cần làm đi. Cứ nói là chăm sóc khách hàng nhưng mình chăm sóc cái gì? Sinh nhật có được cái gì không? Tết có được cái gì không? Con người ta ốm đau có được cái gì không? Cứ bảo em chăm sóc khách hàng, chả chăm sóc cái mẹ gì cả. Đấy. Và cuối cùng là đào tạo nhân viên, chủ dạy tớ, tớ dạy chủ. Đấy là cái giải pháp thứ tư, là học tập và chuẩn bị cho thời kỳ mở cửa trở lại. Ok. Trong vòng trong vòng 60 phút vừa rồi, đấy, chính xác là khoảng 50 phút, thì tôi vừa trình bày với các anh chị là bốn cái chiến lược để giúp các anh chị có định hướng vượt qua Covid giai đoạn khó khăn này. Tôi xin phép nhắc lại, một là chuyển đổi mô hình, 1.1 là làm dịch vụ cho khách hàng tại nhà, 1.2 là bán sản phẩm. Nếu như các anh chị muốn bán sản phẩm của Dr. Harrison, hãy liên hệ với chúng tôi sẽ cung cấp sản phẩm cho anh chị để các anh chị bán nhé. Vâng, nếu trong trường hợp gặp khó khăn chúng tôi sẽ hỗ trợ bán, chúng tôi sẽ hỗ trợ lấy lại hàng, ví dụ như thế. Bây giờ các anh chị đang không có hàng để bán, nhập hàng để bán đi, để mà có gọi là duy trì cái cuộc sống, duy trì cái spa, cái niềm đam mê của mình. 1.3 là mình tính cách bán trước dịch vụ, bán trước thẻ dịch vụ nếu có, được chưa? Rồi, rồi, ok. Chiến lược số 2 là sống sót. Thì sống sót ở đây thì nó liên quan đến cắt giảm chi phí, cắt giảm mọi chi phí, tối giản mô hình, đúng không ạ? Đóng các điểm không 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 hiệu quả, đàm phán giảm giá tiền thuê, giữ nhân viên giỏi và đàm phán lương nhân viên theo cái tinh thần là đồng cam cộng khổ. Tất nhiên người ta cũng phải sống, nhưng mà ví dụ như là trước đây mình giảm 10 triệu thì bây giờ bảo là thôi thì giúp chị cái tháng này thì hỗ trợ cho chị 50% lương nếu được, đúng không ạ? Nói chuyện tình cảm thì bây giờ chị cũng không muốn như thế, nhưng các em cũng biết rồi, khó khăn như này thì bây giờ em cũng khó một thì chị khó 10, cố gắng đúng không? Nếu không được nữa thì hai chị em mình cùng cùng có cùng làm. Vâng. Ok, cảm ơn chị Dung. Chị Dung có khen mọi người, các em này là các em bên nhân viên Dr. Hayson này, chưa có công ty nào tử tế như nhân viên của Dr. Hayson đó. Thì cái câu này thì cũng là cái lời khen của khách hàng dành cho các em. Thực ra thì mình cũng không có cái đóng góp gì đâu, nhưng mà thay mặt các em thì cũng cảm ơn chị Dung rất nhiều. Đóng vai trò mình là người của Dr. Hayson thì mình phải cảm ơn chị Dung, nhưng mà đóng vai trò một cái mối quan hệ riêng thì chị Dung cũng cũng gần như là khách hàng cũng như là học trò của mình. Đấy. Thì bên công ty ấy, thì anh Nam rồi một số những người bạn này của tôi là thì các anh chị rất là tử tế, các anh chị là những trước hết là các anh chị là người tử tế, đàng hoàng. Thì cái cách kinh doanh cũng như vậy, chọn sản phẩm tốt, dạy dỗ nhân viên tử tế. Như hôm nay tôi sáng nay tôi vừa đào tạo cho các em ở bên Dr. Hessen, tôi nói là bản thân các em là phải ăn mặc đẹp lên, đầu tóc phải đẹp lên, đi làm phải trang điểm đẹp lên. Hết dịch thầy sẽ mời chuyên gia trang điểm về, thầy sẽ mời tiếp viên hàng không, bạn thầy, học trò thầy về dạy cho các em 1 2 buổi để cho các em đẹp lên, tự tin lên, đúng không? Đi gặp khách hàng đấy. Hôm nay khách hàng như chị Dung chị khen là ngoan tử tế, thế còn ngày mai chị Dung lại khen đẹp nữa thì còn tuyệt vời đúng không? Hay rồi các cái spa khác nữa.
Chị Dung thấy không, đúng không? Hay mọi người thấy là bây giờ câu chuyện là hay chị Oanh đâu rồi, chị Oanh ngồi đây mà chả thấy đâu cả. Khách hàng VIP của Dr. Henderson mà chẳng thấy có mặt gì cả. Chị Oanh đã bỏ ra 80 triệu đi học một khóa học về marketing ba lăng nhăng, đến nghe thầy nói còn bảo là thôi tiếc quá, thế này nghe thầy tốt hơn. Nhá. Đấy, chuẩn bị công tác, chuẩn bị để phục vụ khách hàng, chuẩn bị dòng tiền, sẵn sàng phục vụ khách khi được mở cửa và chăm sóc lại khách hàng cũ. Đấy, khách cũ là khách nuôi mình, được chưa? Chiến lược số 3 là marketing không đồng. Thì không đồng là không mất tiền thì phải mất công, mất rất nhiều công sức. Mở kênh Facebook, Google, Zalo, TikTok, YouTube cho tôi. Đấy. Trong từng kênh phải làm nội dung Facebook cá nhân, group, fanpage, livestream, đúng không ạ? Messenger. Rồi thì tool tăng kết bạn, viết bài, livestream. Đấy, chuẩn hóa lại nội dung vân vân, đúng không? Đấy. Làm web thì phải làm SEO, phải đăng bài. Đấy, làm web làm SEO thì phải đăng bài. Và không dễ lên đâu nhá. Bọn nó cứ bảo marketing không đồng nhưng mà viết nó lòi mắt nó không lên được. Thế nhưng mà vẫn phải làm. Viral TikTok mạnh mạnh lên. Đấy, làm video trên YouTube nhiều lên. Chưa quan tâm đến chất lượng thì quan tâm đến số lượng. Sau khi có số lượng thì quan tâm đến chất lượng. Và chất lượng đi đồng hành với số lượng thì kênh nó sẽ lên. Kênh PA marketing của tôi bây giờ là khoảng 30.000 sub hoàn toàn tự nhiên, tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đăng mỗi nội dung thôi. 95% khách ở đó là cảm ơn tôi. Đấy là có thương hiệu, đấy là không đồng. Đấy là marketing không đồng, đúng không?